Video này là test con này vậy nè, con này là con Techcam 2022 55 mã. Bàn này của Đức luôn rồi nha. Test rồi thôi nha. Bàn quyền. Con này đang nghe qua con này nè. Denon BMA 2025 mã coi. Con này nặng lắm luôn nha, con này mình nghĩ chắc cũng phải 30 kg có này, nên cái size nó kinh không. Mấy con âm ly ở trên này nửa hơn nửa xíu, nó gần sắp đôi luôn mà nặng hơn nó nhiều nha. Đang nghe cặp lau của Mỹ này, nghe qua cặp này. Cặp này là 55 VX JBL, mấy in order luôn nha. Con này cũng còn mùi là mùi Mỹ luôn. Cái này cái lo này thơm lắm á, tại vì nghe cassette thì cái tiếng nó không có bằng CD nha nè. Nó analog rồi, tiếng nó độc hơn. Nè, đang hát này, chạy ngược lại. Đó, ok chưa? Con này hơn 2 triệu chút xíu bán được nha, con này nè. 2022 MK5. Rồi, con này thì để mình coi lại giá thôi. Con này thì không nắm chính xác, là mình không nói bây giờ được nha. Con này bự lắm, con này dành cho mấy anh em nào chơi mấy cái lo bát 30-40 chắc được rồi nè. Thấy nó ghi 250W nha. Còn cái lo ở đây là bát 20 thôi, mình ghép tạm thôi. Rồi, xuống nha anh em ơi. Thấy con này được này, con này anh em mà chơi cái xét cho con này được này.